Mến chào bạn, cửa hàng bên mình mới vừa về một con máy xúc lúa Mitsubishi MC210. Con này rất là lớn các bạn nha, đời mới tuyệt vời luôn. Ngàm của nó là 1m4 các bạn. Cái ngàm của nó bề ngang, cái ngàm của nó 1m4 luôn, rất là rộng luôn. 210 model. Đây các bạn thấy không? Xe còn rất là đẹp. Máy dòng Mitsubishi này là nó xài nó rất là ngon nha các bạn nha. Rất là ngon. Đây. Nói chung là những cái máy xúc lúa đồ này thì nó cũng không có cái vấn đề hư hỏng gì nhiều đâu. Nó chả hư hỏng gì đâu. Người ta sử dụng cũng ít. Năm người ta làm chỉ có một vụ đa số thôi. Thành thử ra nó cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nó không có gì mà nó hao mòn nhiều lắm. Quên, nói chung rất là nhiều cái ấy ha. Xe này nó làm rất là hiện đại. Rồi, mình coi. Ôi da. Trời, chết rồi. Rồi, ok, mình đã ráp lại nghiêm chỉnh đàng hoàng. Cái chỗ kia hồi nãy cái ngàm nó không chịu khóa lại mà nó đi dựa vô trong cái này, thiệt ẩu thiệt. Giật cái rớt ra hết luôn. Rồi. Đây con này rất lớn các bạn thấy không nè. Combin. Ở đây cháu đừng thò tay vô đây hả? Mitsubishi đẹp quá các bạn. Cái này gì ta? Nó có dở lên luôn hả? À, cái rơm lúa gì đó nó ra đó. Đây, cái này gì đó? À, rơm. À, cái gì ta? Nó không hiểu luôn á. Máy xúc lúa này ra làm sao? Nó giống như đồ bó rơm vậy ha. Anh nhớ bên đó nó ra cuộn nho nhỏ hay sao á. Hả? Này nó liên, giống như liên hợp. Gặt đập liên hợp. Đây thì thằng này thì nó ra hai cửa xả nha. Hai cửa xả mà rộng rãi. Rồi là thoải mái luôn. À, hai này để mình trồng cái bao vô đúng không? Rồi ok, nó xài mấy cái ti đồ mấy mấy quạt cái đồ lớn ha. Nó có cái nắp kia để làm gì đó. Khám phá coi động cơ nó làm sao đây. Thấy động cơ nó chưa? Wow, động cơ Mitsubishi khủng luôn. Động cơ cơ gì đây? S3L gì ta? Dữ dội ha. Con này mới chạy được có 267 giờ các bạn ạ. Còn quá mới luôn, mới 267 giờ thôi. Rồi cháu biết điều khiển cái máy này chưa? Cháu lên chạy thử coi được không? Mitsubishi, quá đẹp. Xí nhanh. Cháu cho chạy bộ ngàm thử coi. Nói chung mới về chưa dọn lại. Hạ xuống nó mới chạy. Hạ xuống nó mới quay đúng rồi. Hạ xuống tới nó mới quay đúng rồi. Tắt cái sau đi được không? Tắt thử coi. Đâu rồi, chạy trước coi, chạy không? À, là nó đi chung với nhau hả? À. Rồi, phải khám phá thôi. Rồi, chạy trước coi.
chạy tới nó mới quay. Cái này thử đây thì chạy sơ sơ chậm chậm cho các bạn xem thôi nha, xem hoạt động thôi nha. Trời ơi, xe chạy vô đây lùa lúa vô trong đó suốt. Kiểm tra đồ dọn lại nếu các bạn mua, còn lại cho ngon lành đàng hoàng. Rồi, ô gió đây thổi âm ầm luôn, gió thổi âm ầm luôn. Cái này chạy mấy số? 9 nấc là bạn. À, nó là cơ, à nó là dầu. À, nó là số dầu. Rồi được rồi cháu. Nói chung là mình xem nó hoạt động được là ok rồi. Rồi. À, tắt điện luôn. Rồi, có lý ha, đẹp quá.